rẻ nhất được trang bị bộ đề Antut 3x9 27 cấp độ mà mức giá chỉ tầm 5 đến 6 củ khoai thôi. Và các thông số khác của nó cũng cực kỳ ấn tượng như là phanh dầu này, khung sườn nhôm không mối hàn, càng vuốt dầu, đùm nhôm bạc đạm cối thả luôn, rất là ngon. Và một thương hiệu rất là nổi tiếng, thương hiệu của California. Và em nó có mã là 800cc. Quảng cáo một chút là bên em bán tại nhà, cắt giảm được chi phí đến mức giá tốt hơn thị trường. Và sau đây mời các bạn review chi tiết về em nó. Về khung càng, xe sử dụng khung hợp kim nhôm đã được xử lý mới hàn ở điểm này và ở điểm này, rất là mịn màng. Dây đi âm 100% và nước sơn tĩnh điện 3 lớp, cực kỳ mịn và đẹp luôn. Chất nhôm em nó là nhôm 6061 cao cấp, chính hãng của Cali. Và ở đây có thêm một cái tem QR để check chính hãng. Mã của nó ghi là 800cc, nó ghi đây luôn. Rồi phía trước có thêm một cái logo của Cali và có số khung đầy đủ. Về size số thì em nó có duy nhất một size, đấy là khung 17, dòng ngang là 56. Trên nền bánh vành 27.5, nó chuẩn cho chiều cao từ 1m65 đến 1m75. Và chiều cao đi được là từ 1m6 đến 1m8. Về lỗ chờ phía sau thì đây có một lỗ chờ để bắt chân bùn. Và mình dùng cái lỗ chờ này để bắt ra là cái cầu ngang để bắt ba ga luôn, nếu mà là thích lắp ba ga. Bởi vì đây có đủ lỗ chờ của chân ba ga luôn. Và em rất là thích cái thiết kế này này. Rất là nhiều hãng làm thêm hai cái lỗ chờ ở đây, nó xấu hơn. Bởi vì bản chất nó không cần, dùng một cái pad ngang là được rồi. Dành cho các bác không thích lắp cái ba ga thì cái đây vẫn đủ đảm bảo chắc chắn luôn. Càng phục của nó thì rất là dày dặn, vai nhôm. Cái ống phía dưới này bằng thép này, cái phần dưới này cũng bằng thép luôn, nhưng mà rất là dày dặn nhá. Phuộc của Cali hay là Galaxy thì đều là những phuộc của những hãng lớn. Về cái độ rơ rã theo thời gian nó rất là ngon. Tất nhiên nó không thể bằng Santur ở cái tầm 8 đến 10 củ được. Tuy nhiên nó vẫn được 8 trên 10 so với Santur. Đây có thêm một cái lỗ chờ để có thể là bắt chắn bùn. Mà thường chỉ bắt chắn bùn ngắn thôi, vì dưới này nó không làm lỗ chờ để bắt chắn bùn dài. Và cái xe địa hình tầm giá này thì thường không ai lắp chắn bùn dài cả. Nó có khóa phuộc hành trình này, có núm vì lót điều chỉnh đầu cứng của phuộc. Đây gọi là phuộc dầu rồi, rất là ngon rồi. Về lỗ chờ bắt chân trống thì em nó có lỗ chờ đây. Tuy nhiên thiết kế này hơi ngáo ngáo tí, là làm cái lỗ chờ đây thì cho khách cái chân trống 2 vít khoảng cách 4mm ở đây đi, để cho cái chân trống kẹp khung ở đây. Tất nhiên về cái độ chắc chắn nó giống nhau, tuy nhiên nó không tối ưu được cái thiết kế này. Cái này thì nó vẫn là chắc như cái kia, vì cơ cấu lò xo thằng này cũng rất là bền rồi. Tuy nhiên thì lắp vào đây nó không gọn bằng, chỉ được cái là lắp xuống phía trước một chút đấy thì nó vào trung tâm của cái xe hơn, thì nó sẽ chắc chắn hơn là cái việc lắp sau đuôi. Tuy nhiên nó cũng không đáng kể. Về bộ chuyển động, xe trang bị một đôi Meyer làm bằng nhôm chính hãng Cali luôn, và nó chạy hai bạc trước hai bạc sau cho độ trơn rất là tốt. Và cái bạc của nó được che chắn khá là cẩn thận bởi một cái răng cao su ở phía ngoài nữa. Trong cái vòng bạc ấy, thì nó có một cái răng nhỏ nữa, thành ra nó vẫn được là chống hai lớp. Tất nhiên là nó không tinh bằng những cái mà như em hay review gọi là chắn siêu kín ấy, chắn bằng một miếng câu chiên chi bằng nhôm, thì thằng này nó không bằng, nhưng nó vẫn hơn những cái xe tầm 3-4 triệu lắp cái Meyer mà không có chắn nốt, chỉ có một cái chắn ở trong bạc thôi. Nó sử dụng trục chốt mở nhanh cả trước cả sau, nan sơn tĩnh điện màu đen, chân nan mạ chống rỉ, vành nhôm hai lớp dày của California và nó dày khoảng 2 phân thôi. Cái vành của địa hình thường nó không làm quá dày. Và nó sử dụng van là van cối, van xe máy đi đầu bơm được rất là phổ biến. Áp suất lốp thì bơm từ 2,5 đây, 2,5 đến 4,5 cân, thường bơm tầm 4 cân là ok. Và thông số lốp của nó là 27.5 x 2.1, tức là đường kính tổng xấp xỉ là 27.5 inch và độ rộng bánh là 2.1 inch. Và lốp này là của Treo Gia, một cái hãng cũng rất là nổi tiếng luôn. Top 10 nhà máy lớn nhất thế giới. Về quy mô thì còn hơn cả Kenda và CST cơ. Và độ bền thì em đánh giá cũng ngang ngửa mấy thằng kia. Rơi vào tầm 15 đến 20.000 cây. Rồi phía sau em quay thêm về Meyer. Đây là Meyer 2 bạc đạn. Và số cối là cối thả cao cấp Shimano HG. Và cối là cối Bicon. Tầm này mà chơi cối bạc đạn nữa thì lại ăn chơi quá. Và lên cối nổ nữa thì chắc nó chơi mình mất. Về bộ truyền động, xe trang bị một đôi bê đan có vỏ phun nhôm, trục cốt thép và chạy bi côn. Ưu điểm cơ cấu này là siêu bền, bảo dưỡng tốt chừng tầm 15 đến 20.000 cây luôn. Nó phải bền gấp rưỡi hoặc gần gấp đôi so với thằng bạc đạn, chỉ có độ trớn nó thua bạc đạn thôi. Và thường bê đan bạc đạn nó cũng đắt hơn nhiều, tầm giá phải tầm trên 10 củ họ mới lắp cho. Một cái bộ đùi làm bằng nhôm có 3 tầng và cho phép đổ đĩa được. Thông số đĩa là 22, 32 và 40. Chuẩn của một dòng địa hình nó không lắp vượt quá 44 được. Thường nó chỉ lắp 42 hoặc 44 là to nhất rồi. Ổ trục cốt vuông bạc đạn tiêu chuẩn cho độ trấn cực kỳ là tốt và độ bền ở mức tốt. Gạt trước của Shimano Antut mã là M2000. Từ thang này trở lên là có công nghệ gọi là Hyperdrive rồi. Hyperdrive bản chất là nó có thêm mấy cái mấu này, cái đĩa này. Sau này cái gạt này nó cũng chắc chắn này. Rồi cái độ hở của nó sẽ thấp hơn bởi vì cái đĩa nó sẽ tròn hơn. Từ đấy nó lên số nó xuống số mượt hơn. Có cái này nó hỗ trợ lên nó ngon hơn. Và đi tìm hiểu kỹ ở cái gạt M2000 này thì nó chỉ hỗ trợ max đến 40T ở cái đĩa to nhất này nhá. Thành ra là các bác không đổ đĩa lên, mặc dù là nó đổ được, có đổ xuống đi độ thôi.
Còn có những cái gạt của Antut thì có những set thì nó cho phép lắp đến 42, 44 thoải mái. Còn set này nó chỉ cho phép lắp đến 40 thôi, các bác lưu ý này. Rồi tiếp theo một cái xích của DC có thông số này là trên nền xích 9 này, cũng rất là ổn rồi. Dùng được tầm 8 đến 10 nghìn cây nếu bảo dưỡng tốt. Củ sau của Antut M2000, củ này là em xe củ rẻ nhất ấy, mà được trang bị công nghệ gọi là Shadow. Shadow thì nói kỹ lại một lần nữa thì đầu tiên là cái khoảng cách từ đây ra nó chỉ là 33mm so với cái việc 45mm như kiểu những cái củ của M310 hay củ của M370 ấy, thì nó sẽ đỡ bị va đập hai bên hơn. Rồi tiếp theo nó có một cái rất là hay, đây là cái dây của nó sẽ đi kéo như này này. Đấy thì nó sẽ không bị kéo xuống như này thì cái hiệu suất nó sẽ cũng tăng lên một chút. Và thứ ba nữa là cái gạt này này, nó không bật lên phía trên được nhá, bởi vì cái cơ cấu bánh răng của nó là nó đi chéo. Mấy thằng kia các bác đẩy như này lên này thì cái này có thể chạm được lên xích luôn cơ. Nhưng mà thằng này thì không. Thằng này là đi chéo, thằng này thì hạn chế va đập khi đi địa hình xấu hơn. Còn thực ra đi phố thì nó cũng giống nhau thôi. Líp của nó là líp của Sunshine có thông số là 1132T. 3x9 thì thực sự thông số này là cái điểm nhấn lớn nhất của em nó luôn. Tay đề được trang bị của L2A5. Nói chung mà nó lắp được của Antut thì ngon hơn hẳn luôn. Tuy nhiên tầm giá này nó cũng đã phải cắt giảm cái này rồi này. Cái này nó lắp của Shimano nữa thì ăn nó chơi một mình luôn thật. Cái này gọi là được 8 trên 10 so với Shimano. Và bản chất của cái set này ấy, khi thằng này nó khá tốt, thằng dưới này nó rất là tốt thì nó cũng gánh cho thằng trên này khá khá. Và khi nó gánh cho thằng này khá khá thì thằng này cũng rất là bền. Vì thực ra cái này nó không hỏng được, chỉ có là nó sẽ bóp nặng thôi. Nếu mà một set của L2A35 thì nó ấn sẽ nặng hơn thế này nữa cơ. Tuy nhiên nó pha được hai cái món của Shimano ngon vào đây này, thì em ấn khá là nhẹ nhàng đấy. Tất nhiên không thể nhẹ bằng Shimano nhá, các bác không thể đòi hỏi thế được. Nhưng mà như này là chắc chắn rồi này. Và ấn khá khá nhẹ rồi, rất là ổn rồi. Và các bác cứ lo nó hỏng thì bên em bảo hành cho năm thoải mái luôn. Hỏng thì thay cái mới. Về phanh, chết rồi, hệ thống phanh đĩa dầu và cùng phanh sử dụng là của Shimano. Cùng này thì đánh giá được 18-10 so với thằng Shimano và của Techtro. Cái lực phanh thì nó căng hơn thằng Shimano một chút, ngang ngang với thằng Techtro. Còn hoàn thiện thì cũng được 19-10, cũng rất là tinh luôn. Và được cái ưu điểm của nó là cái xác suất rò dầu của nó cũng cực kỳ là thấp luôn. Nó không giống cái phanh dầu của Logan nhá. Logan là em thấy cái mã nào lắp Logan là em bỏ luôn. 10 con mà tầm đến 6-7 con nó bị rò dầu thì bỏ chứ còn làm gì. Còn phanh này thì trước giờ bán con 750cc và 850cc rất là nhiều luôn. Nhưng mà xác suất phải bảo dưỡng cái này nó ít lắm. Chỉ có là đổ nó hay bị vỡ cái này này. Nó bật cái này này. Là cái này nó mình phải lưu ý một chút thôi. Chứ còn để mà nó bị rò dầu thì nó thực sự nó còn chưa thấy cơ. Cái củ của nó cũng rất là ổn. Hai cái má phanh của nó vẫn phải dùng được tầm 10 đến 15 nghìn cây. Và thay hai cái má này bây giờ giá thị trường nó cũng khá là rẻ. Tầm 40 đến 50 nghìn thôi. Thay cái má xịn vào đấy rồi rơi vào 80 đến 100 nghìn thôi. Tuy nhiên thay cái má 40 đến 50 nghìn mà dùng được khoảng tầm 10 đến 15 nghìn cây là thoải mái rồi. Chả cần phải thay má xịn. Rồi tiếp theo đĩa của nó là phim 160 tiêu chuẩn cả trước cả sau. Có cái hoa vân vân cũng khá là đẹp. Hiệu suất phanh thì tất nhiên đã là phanh dầu thì hiệu suất đều gần như là 19-10 với nhau thôi. Không thể khác nhau được ở trong cái tầm giá này. Chỉ có lên mấy cái cùng phanh dầu siêu xịn, mấy của 4.000 mốt, 6.000 mốt thì nó mới ngon hẳn. Nhưng mà cái đấy là dành cho mấy ông chuyên nghiệp. Còn mình cơ bản là nghiệp dư cơ bản như này là rất là ok rồi. Về hệ thống lái, xe trang bị một ghi đông làm bằng nhôm có độ rộng 68cm và thiết kế của nó bo cong nhẹ như này. Cũng hơi cánh én nhẹ như này sẽ cho cảm giác lái rất là thoải mái luôn rồi. Bởi vì đây là một cái thiết kế thực ra cũng chung của các dòng địa hình thôi. Một số con nó làm hơi thẳng thì lái nó không thoải mái bằng. Chứ còn bình thường thằng này nó không làm cong quá nhiều. Vì nó thực sự là cong quá nhiều nó xấu. Cái dòng thể thao sport này mà làm cong thì nó sẽ không được ổn lắm. Một cái chuông nhôm được trang bị sẵn, một miếng phản quang. Tay nắm thì được 7 điểm, chất da tốt và nó lâu mùn. Cái thiết kế kiểu này nó sẽ rất là lâu mùn. Và có đai nhôm chống xoay, nhược điểm vẫn là không có gờ chống mòi. Rồi tiếp theo một cái bô tăng làm bằng nhôm của Kali, làm hơi phách xuống như này, trông cực kỳ là chiến luôn. Chén cổ làm bằng nhôm. Cọc yên nhôm đúc sử dụng 1 lít, 1 vít, lục 6mm, tức là ốc lục M7 đấy, vặn từ dưới lên. Rất là chắc chắn luôn và rất là dễ chỉnh góc. Form yên của nó thì độ dày ở mức khá, chất da ở mức cũng khá tốt. Và có ranh giữa là một cái điểm cộng rất là lớn rồi. Yên của Kali được cái là cũng bền, không hay bị bật các cái góc xung quanh này. Yên Galaxy cũng ngon đó. Thằng yên Galaxy thì hay làm không ránh giữa nhưng mà được cái cũng bền. Còn một số hãng làm cái yên nhiều lúc cũng hay bật cứ tầm 8-9 triệu nhưng mà không tiện nói tên. Mấy cái yên này là dùng ổn rồi. Còn một cái khóa cọc yên thì thực sự siêu dày. Này, siêu dày, chốt một ngón là chắc luôn. Sau này có thêm một cái răng cao su chống nước này. Rồi một cái miếng phản quang ở phía sau. Cái này cũng hiệu quả phết đấy. Người ta chiếu vào phía sau này, nó ánh lên nó sáng rất là an toàn luôn. Nói chung là so với cái việc là nó đi tù mù giữa đường thì nó có thêm hai cái phản quang trước sau thì nó cũng khác biệt khá nhiều. Cuối cùng là về khối lượng, em nó nặng là 15 cân tròn,
Về chính sách bảo hành thì là khung sườn 5 năm, phụ tùng 1 năm, trừ xăm lốp và bê đan và có ship code toàn quốc, nhận hàng, kiểm tra, thanh toán. Và bên em có yêu cầu đặt cọc trước một ít chi phí vận chuyển. Quà tặng đi kèm thì có 4 món, đây là gá bình nước, khóa 4 số và chắn bùn. Ngoài ra có tặng thêm một bộ dụng cụ lắp đặt khi các bác lấy nguyên thùng nữa. Và về màu sắc thì nó có 4 màu, đấy là màu đen như trong video, màu xanh, màu tím và màu trắng, đều rất là đẹp luôn. Màu nó chỉ phối một tông thôi, không phối pha quá nhiều tông. Em rất là thích cách pha màu như này. Cảm ơn các bác xem hết video và chúc các bác lựa chọn được một chiếc xe thật đáng ý.